Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý vị thân mến, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra trong thời kỳ thống trị của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Và theo một số báo cáo, đập Jaehaetan vỡ, nguyên nhân một phần là do kế hoạch xây dựng sơ sài và tham nhũng. Hiện nguồn tin đang làm chấn động dư luận trên thế giới. Được biết, đập Tam Hiệp nằm giữa thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hà Bắc và Bó Lăng, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc cũng được xây dựng trên sông Trường Giang vào đầu những năm 2014, nhưng phần của công trình trong lũ lụt và sản xuất điện khi vào ngày hôm qua. Cơn bão đã tàn phá khu vực này với những trận mưa lớn nhất trong lịch sử, lượng mưa trong cả năm đã đổ xuống chỉ trong vòng 24 giờ. Cụ thể, vào chiều ngày hôm qua, nước ở vùng thượng lưu của các con sông trong vùng đã nhanh chóng dâng cao, gây sức ép lên các hồ chứa nước và dần biến thành đủ lớn. Khi cơn lũ qua, các đập nước lần lượt bị vỡ và nơi có đập Tam Hiệp trở thành rào cản cuối cùng. Hồ chứa nước tràn ở cửa số 3 và số 7 khiến cho toàn bộ thị trấn bị phá hủy và một cơn đại hồng thủy đã được sinh ra. Có người dân đã gào lên rằng trời sập đất nước rồi. Một thảm họa đó đã gây ra cơn sóng thần khổng lồ trải rộng gần 10 km, cao từ 3 đến 7,5m, lao đi với vận tốc khoảng 64 km/h, gây ra một thiệt hại từ 120 đến gần 300 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ cổng hồ chứa này. Tuy nhiên, con số chính thức mà chính quyền công bố chỉ là 850 người chết. Mức độ thiệt hại của thảm họa này chỉ được tiết lộ chi tiết nhỏ. Hiện vẫn còn rất nhiều điều mà những người trong và ngoài nước Trung Quốc chưa biết đến thảm họa này. Một nhà thủy văn tham gia xây dựng đập Tam Hiệp cũng đã từng bày tỏ lo lắng về chính sách xây dựng đập của chính phủ. Ông đã đề nghị xây 30 cổng và thoát nước cho đập Jaehaetan. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích vì quá thận trọng và dự án đã được thu nhỏ lại thành 22 cửa cống. Và sự thất bại của con đập có thể là do sự tham nhũng tràn lan của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tiêu chuẩn yếu kém kết hợp với lượng mưa lũ hồng thủy bất thường. Tuy nhiên, con đập được tạo ra để chống lại lũ lụt trong 100 năm, nhưng nó đã sụp đổ chỉ sau gần 20 năm kể từ khi được xây dựng. Trong các dự án xây dựng, Tập Cận Bình luôn muốn có kết quả tức thời. Câu chuyện không được biết đến, một trong những khẩu hiệu của ông là khảo sát, thiết kế và thi công cùng lúc. Một công đoạn thứ tư và sau đó được thêm vào là xét duyệt. Nhiều dự án xây dựng của ông thật ra là vô cùng lãng phí và nhiều dự án phải bỏ dở nửa chừng. Có đến 200 trong số 500 hồ chứa lớn đang được xây dựng trong những năm ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền và đều đã bị hủy bỏ sau đó vài năm. Nhiều công trình khác bị đổ vỡ trong cuộc đời ông Tập Cận Bình và các nhà khảo sát Trung Quốc tiếp tục cho biết trong nhiều năm, hồ chứa được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt và đã sụp đổ tan tành trong một cơn bão dẫn đến vụ vỡ đập liên hoàn. Gần như là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng che giấu số người chết trong thảm họa vỡ đập liên hoàn mà thậm chí cả vụ vỡ đập Bản Kiều giống như họ vẫn thường làm cho các kịch bản khác xảy ra. Theo David Global thuộc Đại học Hồng Kông, nếu nhìn vào báo chí của nhà nước Trung Quốc vào thời điểm này, có vẻ như chuyện này chưa bao giờ được xảy ra. Hơn nữa, theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 1995, vụ vỡ đập Bản Kiều hay là đập Tam Hiệp sụp đổ là một thảm họa quy mô lớn do con người gây ra. Kết quả là sự thiếu sót trong các chính sách kiểm soát dòng nước. Nhìn chung, sự thiếu minh bạch của chính phủ trong quá trình xây dựng đã có phần gây ra những tình huống nhiều đập của Trung Quốc bị coi là không an toàn. Vụ vỡ đập liên hoàn mà gần như hoàn toàn không được báo cáo ngoài phạm vi lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc khi đập Tam Hiệp và các con đập khác được xây dựng. Các vết nứt đã xuất hiện và chúng liên tục cần các kỹ sư của Liên Xô sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, chúng được gọi là đặc sắc và là những con đập không thể bị phá vỡ. Trung Quốc có hơn 4.000 hồ chứa nguy hiểm và gồm nhiều hệ thống phòng chống lũ quanh các con sông lớn, hầu hết được xây dựng từ những năm 1950 đến những năm 1980. Theo báo cáo của Jiba, nhiều hệ thống từ thờ bao đã được làm từ đá và đất sét chỉ có tuổi thọ 50 năm và đây cũng chính là vấn đề đang khiến giới lãnh đạo của Trung Quốc hiện nay đang đau đầu khi dịch bệnh lại tái phát. Chính phủ Trung Quốc lại gồng mình hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai lũ lụt gây ra, nguy cơ vỡ đập liên hoàn. Chuyên gia cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc Wang Weilu cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp.
Trả lời phỏng vấn Radio International, nhà thủy văn học của Trung Quốc Wei Lu đã đặt câu hỏi về sự an toàn của đập tam hiệp khổng lồ, cảnh báo rằng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Wang có quan điểm trái ngược với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước. Ông Wang cho rằng đập tam hiệp không ổn định như nhiều người vẫn tin tưởng và chỉ ra việc bất chấp về tình hình của đập tam hiệp hiện nay. Ông Wang cho rằng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các vết nứt và là chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông cảnh báo sự cố đập sẽ gây hậu quả thảm khốc cho các cá nhân cư trú ở hạ lưu của sông Dương Tử và họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia thủy văn Trung Quốc, việc thiết kế xây dựng kiểm tra chất lượng của con đập chưa được thực hiện một cách độc lập cũng như có đánh giá khách quan. Ngoài ra, công trình này đã được hoàn thành với tốc độ quá nhanh. Các trận mưa lũ đang càn quét dữ dội miền Nam Trung Quốc, gây ngập lụt cục bộ tại 24 tỉnh thành của nước này. Mưa lũ và sạt lở khu vực bắt đầu vào ngày hôm kia đã nhấn chìm hơn 7.300 ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Theo giới chức địa phương, thiệt hại kinh tế trước mắt là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trận lũ đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc được đánh giá là dữ dội nhất trong 80 năm qua, buộc nhiều tỉnh thành phải kích hoạt báo động đỏ. Đập tam hiệp trên sông Trường Giang đang chịu sức ép rất lớn. Các trận mưa không ngừng cũng làm dấy lên lo ngại của công chúng Trung Quốc về nguy cơ bị vỡ của dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đập tam hiệp. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc cho hay, trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua, chính Thứ trưởng Tài nguyên nước của Trung Quốc Zheng Jiangchun cũng đã thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông ở Trung Quốc đã dâng cao trên các cảnh báo, chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của con đập chỉ có giới hạn. Chuyên gia Wang Weilu cũng đã chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng của đập tam hiệp. Tuy nhiên, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại của ông Wang. Trong bài báo xuất bản ngày hôm qua, trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chất Trung Quốc khẳng định đập tam hiệp có thể chứa lượng nước lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Theo lập luận của ông, mực nước của hồ chứa đập tam hiệp hiện mới chỉ chạm tới 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Ông Quách cho rằng đập được thiết kế để đáp ứng mực nước lên tới 175m hoặc lượng nước vào khoảng 70.000 m3 trên giây. Do đó, với mực nước 147m và lượng nước là 26.500 m3 trên giây, đập vẫn an toàn. Cũng theo ông Quách, đập tam hiệp được trang bị một hệ thống theo dõi sức khỏe đa kênh. Hệ thống này sẽ báo động khi có điều bất thường như đập biến dạng. Về việc báo động sẽ diễn ra rất lâu trước khi có sự thay đổi có thể nhìn thấy. Đập tam hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật hiện đại nhất trong lịch sử loài người. Con đập này nằm chắn ngang sông Dương Tử ở Tam Bảo Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm một đập dài hơn 2.300m, cao 185m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ. Đập tam hiệp được khởi công từ năm 1994 và vận hành vào từ tháng 7 năm 2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện, cho phép đạt công suất 22.500 MW với sản lượng điện năng năm 2018 đạt 100 tỷ kW. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ đến môi trường và cư dân lân cận. Tuy vậy, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại và chính phủ cam kết sẽ chi thêm tiền để đảm bảo hiệu quả của dự án. Kính thưa quý vị thân mến, mang sức mạnh của một cơn bão lớn nhất năm 2022, nơi nào cơn bão số 2 Mulan đi qua đều để lại cảnh tượng tan hoang khi sức gió ở vùng gần tâm bão là 215 km/h, giật lên tới 290 km/h. Mới đây, Reuters đã cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão Mulan khi nó tràn vào Trung Quốc. Theo đó, bên này cho hay siêu bão đã có dấu hiệu suy yếu sau khi đổ bộ vào Biển Đông hôm nay. Ước tính sức gió vùng gần tâm bão là 215 km/h, gió giật tới 290 km/h đã khiến hai con tàu hải cảnh cùng một giàn khoan siêu to khổng lồ của phía Trung Quốc mang tên Hải Nam 989 gãy sập và nhấn chìm ngoài khơi Biển Đông. Ngoài ra, hàng trăm tàu cá của ngư dân Trung Quốc cũng bị cuốn trôi, khiến thiệt hại về người và của là vô cùng lớn. Vụ việc trên một lần nữa làm rúng động giới chức Tập Cận Bình khi chỉ trước đó vài ngày, cơn bão Mulan cũng quật chìm tàu tuần duyên của tàu dân quân biển cỡ lớn của phía Trung Quốc.
hiện giới chức nước này vẫn chưa tìm thấy tung tích của những con tàu bị chìm trước đó, thì nay lại tiếp tục hứng chịu siêu bão mạnh nhất thế giới, siêu bão số 4. Thông tin này cũng ngay lập tức được tờ báo Bưu điện Hoa Nam xác nhận là đưa tin trong sáng nay vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay. Cơn bão số 4 siêu mạnh đổ bộ vào Biển Đông, sát quần đảo Hải Nam và đảo Phú Lâm ngoài khơi Biển Đông, gây ra sóng to, gió lớn dữ dội, tạo ra những cột sóng cao ngút trời hàng trăm mét đã nhấn chìm hai con tàu hải cảnh, một tàu khảo sát địa chất và một giàn khoan siêu to khổng lồ, làm cho phía Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Kinh hoàng nhất là mưa to kèm theo lốc xoáy khổng lồ đã thổi bay nhiều tàu đánh cá của người dân nước này. Hiện giới chức cao tầng của Bắc Kinh cũng điều hàng chục máy bay trực thăng và hàng trăm tàu biển cứu hộ cứu nạn. Nhưng theo thông tin chúng tôi có được, vì siêu bão này quá mạnh cùng với những cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện khiến cho hai chiếc máy bay cứu hộ cùng 5 tàu biển cứu hộ bị rút, khiến đội công tác cứu hộ phải nhanh chóng trở vào bờ vì không thể nào tiếp cận được. Kính thưa quý vị, cơn bão số 4 được nhận định là cơn bão siêu mạnh, mạnh nhất nhì trên thế giới đang càn quét ở ngoài khơi Biển Đông. Dự báo vào sáng mai, siêu bão Mulan sẽ nạp năng lượng hướng thẳng vào miền Trung của Trung Quốc, khiến người dân Trung Quốc hết sức lo sợ và được biết trước khi đổ bộ vào Biển Đông. Siêu bão này mạnh nhất thế giới trong năm 2022. Theo thống kê, sáng nay ít nhất 7 người chết do mưa lớn và lở đất tại Apai khi siêu bão Mulan đổ bộ vào miền Trung của Philippines. Cơn bão nhẹ nhất trong năm nay khiến hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, giật đứt nhiều đường điện và gây lũ lụt ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng đến 19 đến 31 triệu người. Bão Mulan gây ra một số trận lở đất chôn vùi nhiều căn nhà ở khu vực phía nam Luzon, hòn đảo với mật độ dân cư lớn nhất. Giới chức Philippines cho biết, lở đất cũng xảy ra tại đảo Catan Donesco, phía đông Luzon. Người đàn ông ở tỉnh Abay nhìn vào căn nhà bị nước lũ nhấn chìm sau cơn bão Mulan đổ bộ ở Philippines. Bão Mulan đổ bộ Philippines với sức gió mạnh nhất lên tới 225 km/h, đạt tốc độ siêu bão rồi chỉ vài giờ sau khi quét qua đảo Luzon. Thủ đô Manila với 12 triệu dân hứng chịu trận gió mạnh suốt đêm. Người đàn ông kiểm tra chiếc xe tải bị gió quật mạnh nghiêng khi bão Mulan ập vào thành phố Tabaco, tỉnh Abay. Bão Mulan đổ bộ Philippines với sức gió mạnh nhất lên tới 225 km/h. Các chuyên gia khí tượng cho biết bão Mulan là một trong những cơn bão mạnh nhất tại khu vực từng đổ bộ vào đất liền. Các trận siêu bão cần được ghi nhận là Haisan vào năm 2013 và Maryland vào năm 2016. Nhiều khu vực tại thành phố Manila, tỉnh Abay bị nước lũ nhấn chìm sau cơn bão Mulan. Cơn bão Mulan suy yếu sau khi đổ bộ dự kiến rời lãnh thổ của Philippines và hướng ra Biển Đông vào tối ngày hôm qua. Cơn bão ập vào Philippines một tuần sau khi bão số 3 đổ bộ khiến cho 22 người chết. Một nhà thờ tại thành phố Damaco, tỉnh Abay bị tắt máy sau khi bão đổ bộ. Ricardo Jalat, người đứng đầu cơ quan ứng phó thiên tai của Philippines, cảnh báo thiệt hại còn tăng lên. Nhiều người đang ở trong vùng dễ gặp nguy hiểm cao, Jalat nói. Hai người phụ nữ đang đứng cạnh những chiếc xe bị hư hại vì mái nhà đổ sập. Giới chức Philippines trước đó đã sơ tán gần 1 triệu người tới các nơi trú ẩn khẩn cấp. Dân chúng được cảnh báo nguy cơ lở đất gây ngập lụt trên diện rộng, sóng cao tới 10 mét và gió mạnh có thể giật đổ các ngôi nhà lụp sụp. Sóng mạnh ập vào bờ ở tỉnh Surigao, miền trung Philippines khi bão Mulan đổ bộ. Philippines trung bình hứng 20 cơn bão mỗi năm, phá hủy nhiều công trình mùa màng, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết đang theo dõi một cơn bão mới mang tên là Astandi, dự kiến đổ bộ vào khu vực phía bắc đảo Luzon những ngày tới. Một nhân viên cứu hộ bế một em bé bị ốm sơ tán khỏi khu dân cư ven biển ở thủ đô Manila, Philippines. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.